Hello các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn một bài toán về vectơ như sau. Cho hình vuông A, B, C, D cạnh A. Đó. Bây giờ tính độ dài của các vectơ AB B cộng A, D, trừ A, B, C. Đó. Thì ở đây các bạn chú ý này. AB B trừ A cộng D, A, B. Đó. Cộng A, D. Thì sẽ bằng vectơ nằm trên là A, C. Đó. Theo quy tắc hình bình hành. Đó. Đầu tiên chúng ta phải tính cái tổng này ở đây sẽ bằng độ dài vector AC. Đó. Mà hình vuông cạnh á đến đường chéo. Cái này bằng độ dài AC. Mà đường chéo của hình vuông cạnh á là bằng A căn hai 2. Đây, các bạn nha. Tiếp tục như vậy. Vector độ dài vector AB trừ AC thì đầu tiên phải tính cái hiệu này. Đây hiệu hai vector chung gốc. Đó, các bạn nhớ là vectơ OM trừ đi ON với ba điểm bất kỳ thì bằng vectơ NM đó do đó cái này sẽ bằng độ dài vectơ CB đó chính là bằng độ dài đoạn CB mà CB thì các em biết rồi chính là là a. nên độ dài bằng bằng a đấy một bài toán về tính đôi dài bạc tớ rất thú vị như vậy hy vọng qua những bài toán nhỏ như thế giúp các bạn học toán được tốt chào các bạn.